Chừng cần nha. Rồi có rồi. Nó cắm xuống còn chạy. Khoát nha. Còn phải dứt khoát kỹ cô. Anh ở đâu đánh được, con phải dứt khoát được nha. Coi chừng. Chắc nó cắm nè, chừng cắm xuống. Quay đi bóp, quay lấy cần bóp. Đang quay. Nãy giờ nó chưa chạy cơ mà. Nãy giờ đã chạy đâu. Nãy nó lên kéo đầu nó lên sớm quá nó chưa kịp. Vật nhỏ quá. Chưa? Chưa. Cô nha. Vô. Thắt á. Chưa. Rồi. Quay đi bóp. Đang quay luôn nè. Bắt cá lên luôn, chụp hình luôn nè. Ôm cá lên đi ra. Đẹp quá. Ôm cá lên đi ra. Cái cần kia đi. Các bạn đi tháo ra bình thường xong đưa ngồi cho mình cái này. Ồ, nó đẹp quá. Còn 4-5 tiếng. Dập cá bỏ, dùng gạch gạch ra. Dập cá. Cá chụp hình không có đẹp. Rồi, ở đây anh giữ nha. Ôm nó lên trước đi. Thả ra ôm nó lên trước đi. À, không. Tháo ra đi, ôm nó lên trước đi. Bấm vô, bấm vô miệng nó. Thọt tay, thọt một ngón vô miệng nó. Không không, răng đâu. Thọt một ngón vô miệng với kẹp với mang á. Ngón cái em kẹp vô mang. Ừ. Ờ được rồi chị chút nữa chị. Hả? Đang cá đang. Gãy đâu? Đi là gãy đọt cần anh á. Chạy luôn. Có lại anh không xúc cần mà em lo gì? Con bữa đồ năm á.
quảng cáo cái gì, quảng cáo, quảng cáo. Chị mới vô hả? Có chừng, có chừng chừng nha. Còn lấy lâu lắm không có đơn giản đâu. Cho chạy đi hả? Cứ chạy cho nó ngửa đi. Chưa chồi đầu mà con nãy chồi đầu, con này đâu chồi đầu luôn. Lấy cần nha bố. Cái này cá mồi nè. Cái này chỉ để làm mồi thôi đúng không? Cần ngon không em? Ok, trong đều và sinh hài. Cứ chỉnh sửa ngon nữa. Con này hơi lâu, con này lấy hơi giảm như kia đâu. Hoàng đuối rồi. Đuối tay rồi. Đúng rồi, chịu xuống vậy đi, cho nó. Đâu con này 4-5 kg chứ. Đâu đâu. Ra ngoài, ra ngoài xíu, ra ngoài xíu, ra ngoài xíu, ra ngoài xíu. Vô ra. Vô.